Rồi, chào các bạn ha. Nào, chúng ta đi qua một số cái bài tập về điện thế với điện trường, một số bài tập rất rất là dễ nhưng mà nhiều bạn sẽ hay bỏ qua vì không biết cách làm sao để triển khai các cái cách làm ha. Chúng ta thử với cái bài tập 145 trước ha. Trong hệ tọa độ đề cát thì điện thế có cái dạng như thế này. Vector cường độ điện trường sẽ có biểu thức như thế nào? Thì nếu mà các bạn học lý thuyết rồi thì các bạn sẽ thấy mối liên hệ giữa E và điện thế nó tương tự như mối liên hệ giữa lực và thế năng vậy, bởi vì bản chất là một thôi các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái mối liên hệ rất đơn giản, đó chính là cái mối liên hệ E bằng trừ grad V, và nhiều bạn thì kể cả có đọc đến đây, kể cả có nhớ đến đây thì cũng không biết làm sao để tìm cái grad V này hết. Thì grad á, nó chỉ là một trong ba cái toán tử Laplace mà chúng ta sẽ gặp ở trong phần vật lý đại cương. Và sau học 12 thì các bạn gặp luôn hai cái người anh em của nó là diffusion với lại rotation ha. Thì cái chữ grad này nè, nó thực ra chỉ là viết tắt của một cái vector. Một vector đó bao gồm ba thành phần để đục x, y, z, đó là đạo hàm, toán tử đạo hàm riêng phần theo từng cái biến số của từng trục. Đạo hàm riêng phần theo trục x nhân vector y, đạo hàm riêng phần theo trục y nhân vector g, và đạo hàm riêng phần theo z nhân vector k của một cái giá trị vô hướng là điện thế. Các bạn thấy nè, đây là một vector, và vector này nhân với con số thì đương nhiên nó là vector về mặt lý thuyết toán học là nó đúng. Thì bây giờ làm sao để nhân một con số bằng vector thì đơn giản ha. Giống như chúng ta nhân m với vector a vậy. M với vector a nó chính là nhân như thế nào? Nhân là m nhân ax, m nhân ay, m nhân az thôi. Thì chúng ta chỉ cần đưa v vào đây nè, đạo hàm riêng phần của v theo x, đạo hàm riêng phần của v theo y, đạo hàm riêng phần của v theo z, là chúng ta sẽ có ba cái thành phần y, x, y, z của vector e. Cho nên rất là dễ ha, chúng ta thấy nè, nếu v đây nè, đạo hàm theo x trước thì bỏ y với z đi, thì thành là 2x nè, đạo hàm theo y nè thành 2ay nè, z là trừ 2bz, nhớ là để trong ngoặc có dấu trừ ở ngoài ha. Nếu chúng ta biết cách sử dụng cái đạo hàm riêng phần này thì bài toán nó thực ra nhìn cái đề là có thể nhẩm ra ngay lập tức đáp án rồi, không cần phải có quá nhiều cái sự nỗ lực gì cả. Chúng ta sử dụng cái kết quả này cho cái bài toán 179 ha. Thì gọi thế năng của điện tích quy tại MN là W, M đưa N, điện thế là VMN, A, MN là lực công của lực điện. Chúng ta thấy nè, đầu tiên là muốn nói công của lực điện thì xét cái lực đã. Lực thì bằng E nhân Q. Chúng ta sẽ có một cái công thức là E đây nè. Đó, nhân thêm Q thì ra là lực. Vậy thì lực này á, muốn tính công thì lực nhân với DS. Mà DS á, nó chính là gì, là dx nhân y cộng dy nhân g cộng dz nhân k, thì nhân hai vector với nhau thì cứ nhân theo kiểu là y theo y, g theo g và k theo k thôi. Thì chúng ta có cái gì, dv theo trục x mà mất đi x, dv theo trục y mất đi y, dv theo trục z mất đi z. Cái chúng ta có cuối cùng đó chính là đạo hàm của dv của y, dv của d của v thôi, đạo hàm của v thôi, và tích phân lên thì thành là v sau trừ v trước, và tích phân lên v sau trừ v trước nhân với q, mà v sau trừ v trước ấy, mà theo dấu trừ thì thành là v trước trừ v sau, cho nên công ấy, nó bằng q nè nhân v trước trừ v sau, hợp lý ha. Và q nhân v thì chính là w, cái này là định nghĩa rồi. Và chúng ta thấy câu a này cũng đúng luôn, câu b này sai về đơn vị đúng không ạ? Công là joule, hiệu hai cái thế năng là joule, joule chia coulomb thì ra v là vôn, công là joule, joule làm sao bằng vôn, sai đơn vị. Câu này ấy, nó tính độ lớn, người ta hỏi công chứ người ta không có nói độ lớn của công. Cho nên là nếu mà người ta nói công á, thì người ta xét đến độ lớn. Độ lớn thì bởi vì công nó là cái giá trị liên quan đến việc tích của hai vector là f nhân ds, cho nên nó chắc chắn là phải liên quan đến dấu của f, mà liên quan đến dấu của f tức là phải liên quan đến dấu của q, bởi vì f bằng e nhân q mà. Cho nên là cái câu a câu c này sai vì nó tính độ lớn, câu d này sai dấu này. Bởi vì v sau trừ v trước, nó là v trước trừ v sau, nhớ nha. Thì ứng dụng nó cho câu 180 luôn. Rất là dễ. Công của lực điện trường chính là Q nhân V sau trừ V trước. À, xin lỗi, V trước trừ V sau. Q là 1,2 trừ 12 ha. Nhân với V trước là 14. Chứ trừ cho V sau là 6. 14 là 6 là 40. 40 nhân 12 là 4,8. Số thì số dương, bởi vì đây là dấu âm nè. Mà V này từ V này thì ra dấu âm nè. Âm nhân âm là dương nè. Thì đáp án đúng là xác suất cao là con số này. À, tôi chưa xét đến cái con số cụ thể, nhưng mà nếu tôi đi thi thì tôi sẽ chọn con số này. Nên chúng ta thấy là cái bài toán dạng như này nó có khó không? Nó không có khó. Thực sự nó không có khó. Sai nhiều nhất hai thứ thôi. Sai nhiều nhất là hai thứ thôi. Thứ nhất là không hiểu được cái cách tính grad này.
Thứ hai là dấu, rất hay sai dấu. Đôi khi các bạn sẽ bị sai dấu rất là nhiều. Cho nên là lưu ý giùm thầy ha. Thứ nhất là cái cách mà chúng ta đã đạo hàm theo ba trục. Thứ hai là chúng ta lưu ý cái dấu, luôn luôn cái dấu trừ ở đây. Bởi vì nhiều bạn sẽ hay nhầm tưởng rằng là không là sau trừ trước, nhưng vì cái dấu này nó đảo thành là trước trước sau. Để nhớ cái chuyện này thì nó rất là dễ các bạn. Nhìn là giả sử chúng ta trong cái tụ điện chúng ta có một cái điện tích dương nằm ở đây. Thì điện tích dương chạy từ đây sang đây á, thì công lực điện tạo ra công dương đúng không? Đương nhiên, bởi vì lực theo hướng này mà đường đi theo hướng này thì công chắc chắn là dương. Thì các bạn thấy nè, nếu quy nhân với V sau trừ V trước, V sau là âm, V trước là dương, thì nó sẽ ra dấu số dương liền, số âm liền, sai đúng không? Cho nên là để nhớ thì rất là dễ. Chúng ta tưởng tượng cái tụ điện này, chúng ta đặt một cái điện tích dương ở đây, dương chạy từ đây đến đây thì lực điện đẩy từ đây đến đây, có đường đi từ đây đến đây thì công phải dương, cho nên nó phải tương đương với việc là trước trừ sau chứ không phải sau trừ trước. Nhớ rất là dễ, cách nhớ rất là dễ. Ví dụ trong cái chỗ này cũng vậy nè, làm sao để kéo cái mối liên hệ này. E của chúng ta là chỉ có mỗi E trục X thôi, E trục Y trục Z là bằng không. Cho nên V của chúng ta nếu tính thì V nó chính bằng E nhân DX tích phân lên, đúng chưa? E nhân DX tích phân lên mà E trục X, E lại còn là hằng số, như vậy chính là E nhân X nhân với tích phân DX. Mà E nhân tích phân DX thì cả cái DX này nó trải trên quãng đường là D, E nhân D. Hiểu định thế của tụ điện là E nhân D. Rất là dễ để chúng ta lưu ý và ghi nhớ các cái mối liên hệ này với nhau, đúng chưa? Rồi đi từ bên trái sang bên phải là điện thế tăng hay giảm? Điện thế giảm. E hướng theo chiều từ âm sang dương, trong khi điện thế thì hướng theo chiều từ, xin lỗi, E hướng từ dương sang âm, điện thế thì tăng theo chiều từ âm sang dương. Sau trừ trước muốn ra dương của điện thế thì phải là lấy dương trừ âm, mà E thì lại hướng ngược lại, cho nên là E với V á, nhìn nè, thì cái V grad này bản chất của nó là sau trừ trước chứ không gì đó. Đạo hàm bởi vì giá trị của đạo hàm bản chất là lấy giá trị sau trừ giá trị trước chia giá trị biến số thôi, của hàm số thôi. Sau trừ trước thôi, có gì đâu. Vậy thì nếu E là theo hướng bên trái thì điện thế sẽ tăng theo hướng bên phải, ngược lại E theo hướng sinh phải trong trường hợp này thì điện thế tăng từ trái sang phải. Cho nên là hai cái việc, cái chiều của điện thế và chiều của E là chắc chắn phải ngược chiều nhau. Ghi nhớ như vậy cho nó dễ. Rồi, cảm ơn các bạn.